của Bắc Nam Bắc Long, trạm trưởng trạm y tế xã Đại Xuân, xin kính mời bác. Xin chào các thầy cô và các em. Hôm nay về dự cái hội thảo này tôi thấy là rất là tâm đắc, bởi vì những phương pháp dạy học tiên tiến không những các em chúng tôi chưa bao giờ có một buổi học như thế này, nhưng do xã hội tiến hóa nhiều, đúng không? Những phương pháp giảng dạy như thế này, với sự nghiên cứu của các em đây, tôi thấy và các cái chuyên gia đầu ngành đã trả lời dưới đó, các em cũng có một kiến thức ngang ngửa với các chuyên gia luôn, đúng không ạ? Bởi vì các em đã tìm hiểu trong các cái trang mạng, thì tôi thấy là cái kiến thức của các em rất nhiều, và tôi thấy là các chuyên gia đầu ngành đã trả lời thì cái kiến thức của các em thì có lẽ tôi cũng được nghe các em nói trước rồi, sau đó một các thầy trải qua là đi sâu một chút này. Thế thì hôm nay là tham dự đây, nếu mà các em có câu hỏi thì tôi được chia sẻ, là tôi sẽ chia sẻ cùng với các thầy cô các em. Vâng, các bạn ở dưới lớp có thắc mắc hay câu hỏi nào còn hỏi bác không thì xin hãy đặt như vậy. Bác là cháu xin hỏi bác một câu hỏi là tình hình bệnh cơ hội gây ra trong thời gian của Đại Sơn gần đây ạ. Thì hôm nay có được xung quanh là của mình là học tổ với chúng ta là đi trong đó cái chủ đề chính là mũi đốt, thì em hỏi là tôi cũng sẽ trả lời trong phạm vi này, đúng không ạ? Bởi vì cái dịch bệnh thì là do virus, đúng không ạ? Của làm sao chứ nếu mà là dịch bệnh thì nếu nó rộng mấy mông lắm, đúng không? Các loại dịch bệnh thì nhưng mà nó không liên quan, thì hôm nay tôi cũng trả lời với các em là cái dịch bệnh nó liên quan nữa. Thì báo cáo với các thầy cô các em này, tình hình dịch bệnh thì vừa đấy các chuyên gia đầu ngành nói rồi, nói rất nhiều, nói rất kỹ, mà tôi cũng nghe lại những lần thứ ba, lần thứ nhất là các nghe nói, lần thứ hai là hai chuyên gia đầu ngành đã nói rồi. Thế thì thế nào? Cái tình hình dịch bệnh của địa phương thì năm 2015 thì nó có một cái dịch bệnh này sốt xuất huyết như các chuyên gia vừa nói, thì các chuyên gia đầu ngành thì nó ở trên tầm đại thả, còn chúng tôi là vi thả, nhưng mà là các thầy cũng có nghĩa là những cái này thì trong năm ngoái dịch xuất huyết đăng ở Lạng Sơn thì có 2 ca, nhưng mà các chuyên gia cũng chưa nhắc đến, thì mỗi ca là ở trong phòng chín và một ca là ở trên thôn một. Nhưng hai cái ca này thì báo cáo với em, các thầy cô với em đây, thì cái đúng là hai ca này đúng rồi, không phải là ở đây nó phát bệnh, mà lại là ở các em đi chơi ở cái vùng dịch này. Một cháu là về quê ngoại là ở Đa Sơn, sau khi cháu về được đi xa cái chơi được hơn chục ngày về thì cháu bị xuất huyết đi chuyển sang kia, thì cháu là tháng 11 năm 2015, thế mà một cháu cũng cùng một thời gian đó sau chục ngày sau thì cũng một ca ở trong kinh nghiệm số 9. Thế nhưng cái ca này nó đi chuyển lên là đi trung ương thì xét nghiệm thì nó chỉ biểu hiện rất là sàng, chúng không có biểu hiện là chúng ta còn cái dữ nó ở tỉnh. Thì có một ca là giả văn sáng Lan Sơn này là cái tình hình mà dịch mũi em báo cáo với thầy cô với em, thì nếu liên quan đến mũi thì 30 năm nay rồi. Thế mà trước kia ở đây mình cũng có một cái năm 2006 thì cũng có một ca là theo dõi xuất huyết. Thì cái ca này cũng như các chuyên gia đầu ngành nói là ở Lâm Đồng đi vào trong cái lao động là từ 2 năm sau về đây thì mắc bệnh, cô xuống dưới bệnh viện Thủy Nguyên đi làm xong lại sang bên thành phố làm thì đúng là dương tính để xuất huyết. Thế nhưng mà cái ca đấy thì từ cái khác về
Thì nhưng mà nếu người nó cắt về họ có khả năng truyền cho mình không có, họ có khả năng truyền cho mình bởi vì những cái em được tìm hiểu đó. Và các chuyên gia đầu ngành có nói rằng nếu khi cái người nó bị mắc cái con mũi nó đốt từ người mang bệnh đúng rồi nó hút vào trong đấy thì nó có một cái là cái nguồn bệnh nó chỉ hút một lần nhưng nó truyền lại cho cả một vòng đời của nó truyền cho mọi người cho nên là tao có khả năng là bị mắc cái đó cũng như là nhưng mà trong đó thì do cái phương pháp điều trị của nó là tốt cũng như là các bệnh nhân đều được hỗ trợ trong để chúng ta là mắc khá cái đó do bệnh đó cũng như truyền qua những cái nguồn không có sao bác cho cháu hỏi thêm là khi phun thuốc phòng chống muỗi thì cần lưu ý điều gì và ở địa phương Lại Sơn thì nên liên hệ với địa chỉ tin cậy nào? Qua câu hỏi này thì tôi xin trả lời các thầy cô với em như thế này. Bây giờ nếu mà phun hóa chất cũng như các chuyên gia phun hóa chất, là một cái nếu chúng ta là diệt muỗi. Bây giờ ta phải phân tích ra này như các chuyên gia vừa có nói rồi. Vòng đời con muỗi nó là muỗi mà đúng không? Nó qua người xong trứng rồi còn lại là muỗi này. Thì bây giờ ý của em hỏi là diệt muỗi thôi đúng không? Nếu diệt muỗi thì phương pháp mà diệt hiệu quả mà đạt được cái mức độ là phủ bao phủ rộng lớn thì là phải phun hóa chất. Mà phun hóa chất thì nó có độc hại thì không? Ý em hỏi như thế thì tôi sẽ trả lời có trong này có hai phần nữa. Thì tôi trả lời là nếu là phun hóa chất thì hầu như thế này, cái hóa chất này có độc hại không? Độc hại thì có độc hại nhưng ta phải có cái nồng độ. Bây giờ nếu mà ta hiểu này thì nồng độ hóa chất nó cho phép vào trong cái cả mỗi cái không khí khối của cái khối nhà này nó là bao nhiêu thì mới là nồng độ thì nó sẽ gây những nguy hại cho người. Nhưng còn hóa chất diệt muỗi này chủ yếu là cái hóa chất nó diệt các loại côn trùng muỗi rán rồi là sâu bọ là tất cả các loài mà không có sự sống chứ còn đâu là nó không ảnh hưởng đến cá không ảnh hưởng đến người nhiều nữa. Nhưng mà dù sao chăng nữa nếu khi nồng độ quá ngưỡng cho phép thì ta vẫn cứ làm vậy. Thế thì cái địa chỉ tin cậy phần thứ hai này địa chỉ nào như thế tin cậy hiện tại bây giờ thì qua cái quản lý về y tế của xã thì tôi được ngắn được chịu trách nhiệm chính thì thế này hiện tại ở trạm y tế cũng không có cái máy phun là mình phun hóa chất nhưng tại các cái đại lý người ta bán cái hóa chất thì bây giờ trên địa bàn một số người là mua hóa chất tự phun. Đấy là nguồn thứ nhất. Nguồn thứ hai là có một số anh ở các cái nhất là bên là Hải Dương chưa có địa chỉ ở bên Hải Dương anh sang là phun rất là nhiều. Thế thì anh phun nhiều luôn. Thực chất ra thì chúng tôi đã kiểm tra anh cũng không có một cách rất là. Thế thì cái đó thì là có người đến phàn nàn tôi là bọn đến phàn nàn là bọn các anh bây giờ làm ăn sao bây giờ để nó phun trong nó bỏ lần nửa tháng và nửa năm cái con mũi quay trở lại nhưng mà sau đó mới có cả nửa tháng nó đã quay ở đây rồi. Thế thì bỏ này bây giờ cái này là cái thứ nhất là nó kiến thức của gia đình cai đáng nghe người ta tuyên truyền cho cai như này khi người ta có nhiệm vụ thì người ta nói tôi chỉ biết mũi thôi tôi biết đâu qua cái sau mũi xong rồi tôi kiếm lấy tiền đúng hợp đồng tôi biết mũi ra chứ ạ xong tôi ra về còn nó đang qua hết rồi. Đó sao bắt được. Thế còn bây giờ tôi trả lời vào câu hỏi chính của em hỏi là bây giờ địa chỉ làm tin cậy thì thế này cũng qua các chuyên gia đầu ngành có nói đó và các trung tâm y tế dự phòng của thành phố trung tâm y tế dự phòng của huyện và cấp xã chúng tôi chỉ là những người mặc bộ đồ đến nhận tất cả hộ gia đình và vì chúng tôi cũng không có máy để phun. Nhưng mà nói như thế này như này trước kia thì trong cái dịch chống cũng tắc hầm thì chúng tôi được phát hai máy phun xịt muỗi thế nhưng mà báo cáo thì cũng là do năm nay là 2009 thì hai cái máy đấy là giao trạm y tế quản lý nhưng do ở trên địa phương mình nó nhiều trang trại nuôi gà
thế này các lãnh đạo của tôi thì cái này để cho tôi xin về nhà để biết của nếu mà là chạm cân thì ảnh tới lại trả lại nhưng báo cáo đồng chí thì đến bây giờ chắc không có rồi thế còn đâu là thì tôi trả lời nhấn mạnh về trọng tâm này bây giờ nếu mà cái địa chỉ tin cậy nhất thì cũng như các chuyên gia vừa nói và tôi rất nhấn mạnh thêm là bây giờ ta phải tiền những gì tiền mua tiền cả xung quanh và ta phải biết vận động cho người ta biết cách phòng tránh và chịu tiền cho bán như thế là người ta chỉ biết chỉ mỗi sau sao đúng không, còn tiền xung quanh thì cũng như là các em cũng vừa lưu ý rồi các em là chuyên gia về cái tiền xung quanh rồi mình thấy về tiền mỗi đây như đây là cái xả thôi cũng bị xả nhưng mà cũng như đồng nhà đấy bạn sai có bán là muốn đi bây giờ ta muốn đèn và đèn qua cửa đây là muốn đến vào nhà các khi nó có hương vị của nó có hương vị của xả thì mỗi nó sợ hay là cái cây trên những cái trên bàn một cái nhỏ là những hình ảnh của tôi thấy là cây lưu nếu đẻ là như thế thì nó không được đâu đúng không, chúng ta phải bò cái như tinh dầu hay là bôi dầu tràn trên người đúng không thì nó có hương vị đấy. Thì một số cái việc cũng như thế. Thế còn đó là nếu bây giờ các bạn muốn mà bây giờ về tuyên truyền thì ai mà những người mà muốn phun muỗi để đạt hiệu quả cao và có trách nhiệm thì bản thân mình khi phun xong ví dụ có ngộ độc các cháu nhỏ có ngộ độc hay có gì đó thì các bạn cũng về trung tâm y tế thì liên hệ với chúng tôi sẽ liên hệ với trung tâm y tế họ sẽ về họ sẽ phun. Thế câu trả lời của tôi có vấn đề này hôm nay tôi thấy là cái phương pháp học này tôi rất là hiệu quả. Ngay bản thân tôi cũng nhiều cái mà bây giờ mình cũng là trong làm trong ngành nhưng mà tôi là những người bác sĩ thực hành. Bây giờ thì nói qua các em biết này, bác sĩ thực hành và bác sĩ nghiên cứu ở kia đấy là người ta bác sĩ nghiên cứu và đi sâu. Chúng tôi là người thực hành. Thế nhưng mà tôi thấy là các em đi qua là các em cũng ngang với chúng ta rồi. Thế là chúng tôi mà trong các cái đợt phun muỗi hay các cái chiến dịch và phòng chống dịch bệnh thì chúng mong muốn là các em là những người nhân tố tích cực nhất và số ít nhất để đi phun muỗi hoặc là diệt muỗi để cho chúng ta tránh tất cả các cái dịch bệnh mà lây truyền qua đường phun muỗi. Mong các em sẽ hợp tác với tôi trong thời gian này. Như vậy là chúng ta vừa đã dựng một cái dự án dạy học lũ đốt chuyển nhỏ và không nhỏ do lớp 951 từ chỗ sở lệ xuân thực hiện. Sau đây tôi xin chúng ta sẽ sang một phần thứ hai, đó là phần tổng kết. Thứ nhất là chúng ta sẽ xem cảm nhận của em học sinh, một vài cảm nhận học sinh khi chúng ta làm việc. Dự án này thì bạn đã học kỹ năng gì? Tôi đã học kéo cái gì? Kéo lên. Tôi và anh? Tôi đã học được kỹ năng khảo sát trực tuyến trên Google. Tôi và anh thì sao? Tôi đã học cách thuyết trình trên không quay. Qua dự án này bạn học được kỹ năng gì? Qua dự án này tôi học cách thuyết trình và cách hướng dẫn nhau. Đấy là vài cảm nhận của các em. Sau đây tôi sẽ đánh giá cái kết quả của từng nhóm. Sau mỗi dự án thì chúng ta có một phần đánh giá về việc triển khai dự án, thực hiện dự án và hoàn thiện các sản phẩm liên quan dự án. Thứ nhất là đối với phần chuẩn bị của nhóm 1 và nhóm 2 và thế rất là tốt. Phần thuyết trình của nhóm 3 và nhóm 4 thì vẫn còn chưa rõ ràng lắm, ta cập nhật thôi, chưa rõ ràng lắm. Các bạn nên cố gắng hơn trong những lần sau. Phần thứ hai là sản phẩm làm ra ấn tượng thuộc về nhóm 1. Còn đối với sản phẩm nhóm thứ hai, nhóm thứ ba và nhóm thứ tư thì theo tôi nên cố gắng làm tốt hơn. Ví dụ như sản phẩm
cái như bác Long cũng trao đổi là cái tinh dầu để chúng ta xua muỗi hoặc là cái sản phẩm liên quan đến việc ngăn muỗi bằng cửa, bằng lưới cửa ấy. Thì em nếu mà em muốn phát triển thì em chú ý về là nên họ ngoài vẻ màn nó cũng có thể tổng cái hóa chất diệt muỗi ở cái vẻ màn đấy thì cái hiệu quả ngăn muỗi nó sẽ tốt hơn. Tiếp theo là cái đánh giá chung để xếp loại theo thứ tự từ nhất nhị tam tứ đúng không? Thì thầy có xếp loại như sau: vị trí nhất thuộc về nhóm số 1, vị trí số 2 thuộc về nhóm số 4. Đúng với số 3 là cả nhóm 3 và nhóm 2. Và sau đây mời thầy hiệu trưởng có là thay mặt cho nhà trường cũng như là tổ học sinh viên có một tặng quà dành cho các em khi thực hiện dự án này. Mời đại diện tổ hợp tác. Ý thức cộng đồng dân cư trong việc phòng chống bệnh, bảo vệ môi trường,